công an phường đến. Bố không được đánh, chứ đừng nói nó là cái thằng gì. Bố nó không được đánh. Mày lấy băng, mày quay không đấy. Đây, em quay lại. Em có số điện của công an xanh. Kính thưa quý vị, đoạn video clip quý vị vừa xem được đưa lên mạng xã hội vào ngày 10 tháng 6 với nội dung một người đàn ông đánh phụ nữ bắt cóc trẻ em trên đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Vậy thực hư chuyện này là như thế nào? Video clip được lan truyền nhanh chóng mặt trên mạng xã hội này ghi lại cảnh một người phụ nữ khóc nức nở khi đang ôm con nhỏ và tố cáo một người đàn ông trung niên đã hành hung và đòi cướp đứa bé. Bên cạnh là nhiều người dân tỏ ra bức xúc. Một số người có biểu hiện muốn tấn công người đàn ông vì cho rằng đây là một vụ bắt cóc trẻ em. Công an phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền ngay sau đó đã đưa các đương sự về trụ sở để làm rõ. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, đại diện công an phường Lạch Tray khẳng định không có chuyện bắt cóc trẻ em. Người đàn ông trong clip là Phạm Thế Hoàng, 39 tuổi, ngụ đường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Người phụ nữ là Lưu Thị Huyền Trâm, 27 tuổi, ở đường Chợ Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Hai người này vốn có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay nhau. Chiều 9 tháng 6 tại ngã tư Quán Mâu, đường Lạch Tray, anh Hoàng tình cờ gặp lại chị Trâm, chở theo con nhỏ nên mời đi uống nước để nói chuyện với mong muốn nối lại tình xưa. Tuy nhiên, chị Trâm không đồng ý và hô cướp nên bị anh Hoàng đánh. Vụ việc được người đi đường quay clip và đưa lên mạng xã hội. Kính mời quý vị và các bạn truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.